anh ơi. Xe 45 chỗ cho xin qua đây anh ơi. Cho xin qua đi, bệnh nhân đang nguy cấp, cho xin qua đi anh ơi. Mấy chỗ ơi, cho xin qua đi, bệnh nhân đang nguy cấp à. Mấy chỗ ơi, cho xin qua mấy chỗ ơi. Cho xin qua đi anh ơi. Anh ơi, cho xin đèn mấy anh ơi, cho mấy hiểu không anh ơi. Cho xin đường mấy anh ơi. Xe 4 chỗ cho xin nhường đường nha anh ơi. Ở nhà bây giờ đó, nó vô bệnh viện Cần Thơ, nhà có đồng ý không? Chứ anh tiếp tục kéo dài trình thống. Cho xin qua đi mấy anh em ơi, bệnh nhân đang nguy cấp mấy anh em ơi. Cả nhà thông cảm cả nhà ơi. Thì dạ tại về tới đây cũng mưa quá. Đây tới chưa anh? Chút nữa mới tới hả? Quá trời về tới đây mưa to quá cả nhà ơi. Alo, xin chào quý vị khán giả. Rồi bữa nay ngày 3 tây tháng 9 năm 2023, bây giờ này cũng là hơn 7 giờ đêm rồi. Thì có một cái ca là bé 11 tuổi, bác sĩ tiên liệu là quá nặng rồi, giờ xin xe đưa về lại quê nhà thì chỉ còn có vài phần chăm sóc nữa. Nói chung thì sang năm nay thì sẽ cho mấy anh em tài xế nghỉ cho mấy ngày lễ, mấy anh em về dưới chơi. Giờ nói bé tội nghiệp quá, người ta đi kêu cũng khổ quá rồi, mấy tháng trời không có tiền, hết tiền rồi để thuê xe, năn nỉ xin chiếc xe về. Thì giờ xe ở đây có để mà giúp đưa cho người ta về thì xe cũng quá đủ người, cho nên thì ngày hôm nay xe cho mấy đứa nó nghỉ á, chưa có lên kịp. Xe với bé đen với nam điều dưỡng sẽ đi cái ca này, mong mọi chuyện nó được suôn sẻ, nhưng mà nghe nói tin nói là tình hình rất là nguy kịch, cho nên là Sang cũng gắng cố gắng để mà đưa cháu nó về. Thì trong quá trình nó vận chuyển, Sang sẽ tập trung để mà đưa chuyển bệnh nhân, đưa cho cháu nó về quê nhà. Thì chắc lẽ Sang cũng ít có để mà nói chuyện nhiều, cả nhà cũng thông cảm khi mà Sang mà leo lên xe mà tập trung đưa một cái ca nào đó, Sang tập trung cho công việc nó chính. Sau đó thì Sang sẽ giải thích với mọi người sau nha cả nhà. Bây giờ mình đi thôi. Tới bệnh viện kiểm máu thử học. Chỗ bệnh viện này ở trường máu thử học là chưa có làm đường. Người nhà xin xe về Cần Thơ hả? Xe tới rồi đó. Rồi đưa trình giấy bảo vệ đi để vô. Rồi thì xe của hai thầy trò cũng đã tới bệnh viện rồi, thì đang vào cổng cấp cứu cả nhà ơi. Bé bên khoa cấp cứu không, khoa nào? Chưa hiểu tình hình của bé như thế nào, nhưng mà người nhà đang đứng đón xe ở ngoài cổng cả nhà. Thấy người nhà khóc quá trời chắc thương cháu, tình hình cháu đang nguy kịch cả nhà ơi. Rồi thưa cả nhà, thì xe con và sư phụ cũng đã vô tới bệnh viện truyền máu huyết học rồi. Thì đấy, cả đống đồ của người nhà đã đem ra rồi. Khóa cổng đó anh. Dạ dạ. Thì ca này do tình hình sức khỏe cháu cũng đang nguy kịch, nên con và sư phụ cũng đã kêu nam điều dưỡng theo để mà hỗ trợ người nhà, hỗ trợ trong suốt quá trình di chuyển bệnh nhân cũng nhờ đưa cháu về dưới Cần Thơ cả nhà. Thì trên xe cũng đã chuẩn bị máy móc cũng như là oxy, là
Rồi cháu đang nằm ở trong hả? Ở trong có ai không chú? Có mẹ cháu. Dạ. Chú là cái gì của cháu? Dạ đó gì. Rồi, chú bình tĩnh. Thì con hỏi chú là cái gì của cháu? Cha đó. Cha hả? Dạ. Dạ bây giờ nha. Anh tên gì? Tên Lăng. Rồi tụi tôi có hỗ trợ đưa gia đình về thôi, cố gắng bình tĩnh ha, bình tĩnh nha. Quen anh Vũ, anh chị chú thổi với giờ hết cái đằng lo anh thiệt rồi. Hả? Hôm nay xe mà không có tiền trả chứ gì vậy đó. Thôi gắng cố gắng đi. Rồi cháu nằm đâu vậy, chỉ tụi tôi vô đưa cháu mà. Bên trong sẽ có đoàn y bác sĩ, người ta sẽ đẩy cháu ra. Thì ra tới đây thì bên Nam điều dưỡng sẽ chuẩn bị cũng như là trang thiết bị ở trên xe chờ sẵn nha cả nhà. Mẹ với anh đang ở trong hả? Đúng rồi, mẹ với anh đi không? Dạ. Rồi cháu chuyển lên bệnh viện này bao lâu rồi? 3 tháng trời rồi. Là nằm ở trên bệnh viện này là 3 tháng rồi hả? Dạ. Là bây giờ cái tình hình của cháu là không có đủ khả năng để mà chạy chữa nữa hay sao, hay là bác sĩ trả? Không đủ khả năng. Không đủ khả năng. Dù ghép tỷ số đứa tiền quá lớn. Dạ. Thì dài tới giờ luôn, nó đuối luôn. Dạ. Thì cái này cháu bị gì anh, cho em hỏi cháu bị gì? Bị si tỷ. Si tỷ hả? Cháu mới 11 tuổi hả? Cháu trai 14, cháu trai hay cháu gái anh? Gái. Rồi thôi cố gắng lên thì tụi em sẽ hỗ trợ đưa mình về tới nhà. Xe cứu thương hoàn toàn miễn phí. Dạ. Thì hôm nay có chú Tám đi theo nữa, là hội trưởng hội xe cứu thương. Rồi thưa cả nhà, thì như vậy thì đoàn y bác sĩ cũng đã đưa cháu ra rồi cả nhà. Thì sorry hồi nãy nha, tại vì cái lúc mà gọi cho người thân á, thì nói thì chia sẻ cũng như là chưa có rõ cho lắm. Thì bé hiện tại là bé gái 14 tuổi cả nhà. Tại bây giờ đang có một cái trường hợp là cháu bé rất là nguy kịch, 11 tuổi ở Cần Thơ, bác sĩ và tiên đoán là chỉ còn có 4% sống thôi. Đó, bây giờ Sang đang có mặt ở tại bệnh viện truyền máu với Ngọc ở ba. Thì tài xế thì nghỉ lễ chưa có lên, hôm nay Sang phải chạy luôn, mới vừa về tới Việt Nam rồi đi luôn cái ca này. Cháu bé thì bây giờ bác sĩ tiên lượng là còn có 4% sống, là gia đình khóc quá trời. Giờ nuôi là hết tiền để mà thuê xe rồi, cho nên giờ trong mấy ngày lễ này kiếm xe cũng có. Rồi anh sang cầu cứu nó, giờ xin giúp đang đưa cháu nó về giữ được hơi thở được, mong muốn là giữ được hơi thở, nhưng mà với điều kiện cái xe là phải có được đầy đủ trang máy móc trang thiết bị mới giữ được hơi thở của cháu về tới quê nhà. Rồi Sang phóng lên sang đây luôn. Giờ tài xế là cho nghỉ lễ rồi, cho nên mình thử ra Sang nó không có chưa đủ tài xế, là giờ Sang đi với lại điều dưỡng lên Sang. Thì yêu cầu là phải cần có máy móc rồi đầy đủ. Rồi cái máy để máy này là cái máy để mà tiên lượng được cái tỷ lệ sống của cháu. Sang cũng đang trang bị đem đi theo nè. Đó. Thì đang thở về biển, cho nên thì về cái quy tắc cộng đồng Sang hạn chế để quay vô. Cả nhà có thể nhìn thấy gương mặt của cháu ở ngay đây. Đó. Thì đang ở thở cái mức cao. Nói chung là máy móc thì Sang đã trang bị sẵn hết trơn rồi. Rất là tội nghiệp cháu mới 11 tuổi nha cả nhà. Thì Sang cũng rất là mong và cũng như là xin mọi người cho cháu một lời cầu nguyện để mà cháu giữ được cái hơi thở về được tới nhà. Thì bác sĩ nói là tiên lượng là chỉ còn 4% thôi. Cha nãy giờ khóc quá trời, Sang cũng không có dám là phỏng vấn hỏi gì nhiều. Tại vì trong cái lúc này gia đình họ đau đớn lắm, nuôi một đứa con hơn 10 tuổi là nó cả một quá trình. Cả tất cả mọi người cũng hiểu. Cho nên mình thử ra sắp sửa trong cái giây phút mà để mà chia lìa đứa con á, thì thực sự rất là đau đớn. Trời, trong lúc mà họ như thế này Sang không thể nào Sang lại nói chuyện với họ nhiều. Tập trung vào cái việc mà để mà xem xét những cái thiết trang thiết bị trên xe của Sang đã đem đi, có đầy đủ hỗ trợ làm sao cho cháu về được tới quê nhà. Đó là cái điều, đó là nhiệm vụ nó quan trọng nhất.
cho nên là trên xe sang có trang bị đầy đủ tất cả các máy, như ở dưới này một máy, ở trên kia một máy nữa, rồi oxy đem theo cũng trang bị đầy đủ hết. Sang đó thuê Nam về đây làm luôn cho Sang rồi, để phục vụ cho những cái ca nguy cấp như thế này, có điều dưỡng đem theo để mà có thể cả nhà coi cái video trước là hô hấp cho bệnh nhân ngay trên xe luôn, để mà giúp cho bệnh nhân mau sớm nó quay trở lại cái sự sống. Nhân mới đồng tiêm. Cả nhà bình tĩnh, không có khóc nữa, nghe lời tôi, hãy bình tĩnh lại, không khóc ha, đừng khóc, gắng cố gắng đừng khóc nữa. À, cầu nguyện cho con mình, cháu nó tên gì? Võ Thị Bạch Lan hả? Tường Lan, cháu gái hả? 11 tuổi hả? Chờ chút xíu bên điều dưỡng nó sẽ kiểm tra máy móc rồi trước khi mình lăn bánh nha. Bình tĩnh lại. Đây là anh hay sao? Anh ruột. Mình có mấy đứa con? Ba đứa hả? Hai chồng có ba đứa con. Là cháu này là Út hay sao? Cháu đó Út hả? Thôi gắng cố gắng. Ổn bây giờ, cái chỉ số ổn không? Khó đúng không? Ok bây giờ. Ok, lại đóng cửa. Nói gia đình rõ, tức là tình trạng của cháu hồi nãy trao đổi với lại bác sĩ đó, là tiên đoán là xấu lắm rồi. Nhưng bên anh sẽ gắng cố gắng hết sức, những trang thiết bị máy móc mà tụi anh có trên xe đầy đủ để hỗ trợ cho gia đình đưa cháu để về được tới quê nhà. Nhưng trong quá trình từ đây đi về hàng trăm cây số, nếu có xảy ra những cái biến chứng nào thì nhiều khi cái bệnh nhân nó yếu quá, nó dễ đột biến cái biến chứng á, thì không giữ được cái hơi thở của cháu thì bên tôi sẽ không, hoàn toàn không có chịu trách nhiệm. Gia đình đồng ý ha, rồi tụi tôi sẽ hỗ trợ là giúp đưa cho cháu nó mà làm sao mà về với gia đình còn nguyên vẹn. Còn nếu như mà cháu nó không đủ duyên thì cũng đành chịu, đang lấy thủ tục ra cho gia đình ký cam kết là trước khi lăn bánh. Thì mọi người cũng thông cảm, những vận chuyển những cái ca như thế này á, thì thật sự ra tụi tôi phải làm đúng cái trình tự thủ tục, để mất công là tụi tôi đã giúp là không đồng thì phải không có chuyện gì mà để mà xảy ra. Thì thường những cái trường hợp như vậy á, là Sang buộc phải làm đúng theo cái thủ tục mình đi giúp người, nhưng phải biết bảo vệ mình, phải có những cái giấy tờ thủ tục để ký cam kết trong quá trình vận chuyển. Trong quá trình di chuyển á, nó xảy ra những cái biến cố, nó nhiều khi mình không có tiên đoán trước được, nhưng mà làm thì làm, mình phải cho gia đình ký tờ cam kết trước khi mình đi, để mà tránh cái trường hợp mình muốn giúp người ta mà mình không biết về cái pháp lý, rồi để mất công nó gây phiền toái đến cho mình. Đó là như vậy. Thì bây giờ xong rồi, thủ tục xong cũng đã đón được em, bây giờ hai thì xuất phát nha cả nhà. Sang sẽ gắng cố gắng hết sức thôi, xin mọi người hãy cầu nguyện cùng với Sang, hãy đi cùng cùng Sang nha. Mọi người thông cảm, Sang sẽ không nói chuyện nữa, Sang tập trung vô cái việc chuyên môn. Còn lại để cho Đen nói chuyện với mọi người nha cả nhà. Rồi đi thôi. Tình hình cũng như là sức khỏe cháu cũng không được ổn định cả nhà. Cháu kiểu như là đang rất là nguy kịch cả nhà, chỉ biết cố gắng hết sức thôi cả nhà. Chưa có hứa là chưa có biết cháu sẽ duy trì cái hơi thở về đến nhà hay không. Thì cả nhà cùng hai thầy trò cầu nguyện cho cháu, mong cháu sẽ duy trì được cái hơi thở đưa về tới nhà nha quý vị. Cho xin qua đi anh ơi, xe
cho xin qua đây anh ơi. Cho xin qua đi, bệnh nhân đang nguy cấp, cho xin qua đi anh ơi. Bảy chỗ ơi, cho xin qua đây, bệnh nhân đang nguy kịch. Bảy chỗ ơi, cho xin qua bảy chỗ ơi, cho xin qua đây anh ơi. Xe 4 chỗ chắn cho xin qua đây anh ơi. Cho xin qua đây mấy anh em ơi, bệnh nhân đang nguy cấp mấy anh em ơi. Còn bao nhiêu, còn mức độ bao nhiêu để xin cấp vô lại thay. Còn bao nhiêu? Đã chăm anh em, đồng có tốt bây giờ thay luôn, cái lời có tốt rồi thay, giờ cho nó lẹ kìa. Cho xin đường mấy anh ơi, cho mấy anh yếu mấy anh ơi. Cho xin đường mấy anh ơi. Cho xin đường mấy anh ơi. Xe 4 chỗ cho xin nhường đường nè anh ơi. Nam ơi. Nam ơi. Hỏi người nhà bây giờ á, chùa đưa thẳng vô bệnh viện Cần Thơ, người nhà có đồng ý không? Cái tiếp tục kéo dài sinh sống cho cháu. Bây giờ người nhà quyết định về luôn không? Mình về nhà luôn thôi. Rồi, cố cái lời tôi nói nha. Anh ơi, cho xin tường đi anh ơi. Mấy anh ơi, cho xin tường đi mấy anh ơi. Cho bé bệnh nặng quá cho mấy anh ơi. Nó này nữ ra bây giờ đang đi á thì sẽ làm gắng cố gắng hết sức mình thôi. Cho xin đường đi mấy anh ơi, cho xin đường cho bé đang yếu quá mấy anh ơi, cho xin đường đi mấy anh ơi. Cả nhà thông cảm với nhà ơi, tại dạ tại về tới đây cũng mưa quá. Đây tới chưa anh? Chút nữa mới tới hả? Quá trời, về tới đây mưa to quá cả nhà ơi. Qua.
đông lắm. Cũng là hết đường luôn. Rồi hết đường luôn. Ồ, cuối con đường luôn, tôi thật sự luôn là cuối con đường nữa. Ồ, tới đây chắc đẩy vô à. Rồi ở đây đẩy vô rồi, không thể nào móc cái xe vô đâu, nó sụp xuống sông. Để con xuống rồi. Xuống sông không được, không được, không được. Nam xuống đây Nam ơi. Ủa nhà ở đâu vậy chị? Ngay lại đó, ngay chân cái đó chút đó. Trời ơi, để cho tôi đẩy cái xe băng ca vô cho nó lại em. Chị ai ai có cái dù, cầm cái dù qua che gì không? Sáng bên đó là đẩy băng ca vô. Rồi. Ồ, ba cháu rồi. Dạ ba cháu kìa. Về ẵn rồi. Bây giờ nói người nhà ha. Thì thằng nào bây giờ tụi tôi cũng gắng cố gắng hết sức nuôi cháu về tới đây. Dạ. Cháu chỉ còn có là 1-2% thôi. Dạ. Thì phải đưa cháu vô trong nhà, mà đưa cháu nhà tụi tôi đó di chuyển xuống, là trong quá trình mà đưa máy qua thì ở nhà tụi tôi đông cảm. Không, khi mà tôi di chuyển cháu vô nhà phải tháo máy ra. Mà nếu mà tháo máy ra thì nói là cái sự sống cháu không còn nữa rồi. Dạ. Đó. Tháo máy ra là sự sống cháu không còn, cho nên là gia đình thông cảm cho chúng tôi. Nha. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua cái vấn đề bóp tay. Bóp tay để đưa cháu vô trong nhà. Rồi, vậy nha. Bây giờ cho gia đình chứng kiến trong quá trình tôi đó chuyển thay đổi máy qua cái chai, máy xách tay nha. Rồi chuyển qua máy xách tay đi, nói chuyện gia đình. Trong cái lúc này gia đình rất là đau buồn, tôi cũng không muốn để làm phiền tới gia đình tập trung lo cho cháu đi. Tôi còn quay về đường xa hơn vài trăm cây số, đường nó rất là gian nan, đừng có lo mấy thầy trò của em. Khoảng 15 phút sau nó cũng ống cháu rồi, sau đó thì mua rượu về tắm rửa cháu sạch sẽ đàng hoàng, mình qua ngày mai mình lo cái việc kia. Dạ rồi, thưa cả nhà, thì trong suốt hành trình mấy thầy trò tụi em di chuyển đưa cháu về nhà thì hành trình suốt đội quãng đường đi cũng khá là xa cả nhà, thì cũng mấy trăm cây, nhưng mà cháu rất là kiên cường, cháu cố gắng
duy trì hơi thở về đến nhà để gặp mặt ông bà cũng như là anh chị em. Thì vừa về đến nhà thôi là cháu cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Thì bây giờ thì lời đầu tiên thì con cũng không biết nói gì, chỉ biết chia buồn cùng gia đình. Thì mong gia đình cố gắng vượt qua cái nỗi đau hiện tại lúc bây giờ. Cảm ơn người nhà. Ôi đừng có làm nước làm nôi làm bạn gì, lo cho cháu đi, đừng lo cho nên tại xe cộ mãi còn chưa lắm cửa nữa. Thôi gia đình cứ lo cho cháu đi nha. Rồi nói là chúc mọi người nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều rồi. Cái cảm giác mà khi mà chở một cái người mà nó còn thôi thóp cái sự sống đó kìa. Thật sự ra là mình chạy là mình phải, thứ nhất là cái người điều dưỡng phải quan sát xem cái trên cái đồng hồ và cũng như là cái thể trạng và phản xạ cái ý thức của cái người bệnh như thế nào. Và đồng thời á, trên đường đi bệnh nhân đang nguy kịch như vậy, không phải lúc nào mình chạy mà cắm đầu cắm cổ mình chạy ào ào để mà giành giật sự sống cho bệnh nhân. Tuy rằng mình chạy gấp á, nhưng mà không phải là mình coi lại cái mặt đường nó có cho phép để mình chạy nhanh hay không. Mặt đường đó là nó dằn quá, nếu mình chạy nhanh mà bệnh nhân nằm trong bay lên bay xuống như vậy á thì chắc chắn là hồi tí xíu nữa bắt đầu là đàm nè ha, mấy cái dịch nè nó dồn lên trên làm cho bệnh nhân nó sẽ khó thở, nó dẫn tới cái việc mà bệnh nhân sẽ ra đi sớm hơn một tí, cũng là một cái nguyên nhân. Bên cạnh đó, nếu chúng ta canh được cái mặt đường, giữ được cái tốc độ, làm sao để mà nó quân bình vừa phải và mình chạy làm sao gắng cố gắng dìu cái chiếc xe cho nó im, giữ được cho cái bệnh nhân nó im. Nhưng bên cạnh đó cũng phải có cái máy hút đàm trực chiến, khi mà bệnh cái em nam điều dưỡng mà phát hiện bệnh nhân nó như thế nào thì nam nó sẽ bắt đầu bơm những cái dịch nó, hút những cái đàm đó đưa ra bên ngoài để cho em nó chống được cái khí quản và để mà em nó dễ thở hơn. Trong quá trình đó thì mình chạy trên đường, nếu mà gặp những cái trường hợp mà chướng ngại vật mà xe bị kẹt đông quá buộc nó chạy một tay sẽ phải cầm cái bồ đàm như thế này. Đó, phải đọc xin đường, xin mấy anh ơi cho tôi qua, bệnh nhân đã mệt rồi, nhưng cả nhà thấy từ đầu clip tới giờ phải xin đường. Tại nhiều khi đường tối mấy anh em chạy mệt cũng đông kẹt xe, mấy anh em cũng không có để ý đó. Trên đường thì nó nhiều xe thì cái tiếng ồn nó nhiều quá, mấy anh em không nghe được cái tiếng cứu thương đó, cũng thông cảm. Nhưng mà mình dán cố gắng ở đằng sau mình chạy, phải ra dấu ra hiệu đá đèn rồi lớp nào đó, cầm cái bồ đàm đọc lên biển số xe ABC, anh ơi cho tôi xin đường vì cháu bé nó quá mệt. Mình phải liên tục như vậy. Cái cảm giác đó vừa quan sát luôn kể cả camera này, đây cả nhà nhìn thấy nè, đó cái camera sau trong cabin săn gắn ở đây để chi, để quan sát bệnh nhân trong quá trình di chuyển, bệnh nhân nó có bị dằn nhiều không, nó dẫn tới bệnh nhân nó mệt không. Vừa chạy quan sát ở đây ha, để xem bệnh nhân nằm như thế nào, vừa quan sát đường đó, rồi phải lắng lỗ tai nghe coi nếu mà nam điều dưỡng là nó nói số bộ ơi ngừng lại, bệnh nhân có chuyển biến xấu là buộc phải ngừng. Trong quá trình nó còn phải thay oxy ABC đủ nước các cái, cho nên thì khi mà đi những cái trường hợp này thật sự đối với xem mà nói thì mấy anh em ít khi mà để mà kiếm gia đình để mình hỏi khai thác cái câu chuyện ABC độ này kia nọ. Thật sự cả nhà thấy gia đình ta đau buồn quá, mình đâu có nỡ lòng nào để mình khai thác câu chuyện rồi để mình ngồi đó mình hỏi khơi lên thêm cái nỗi đau của người ta nữa. Đó là một cái chuyện mà sang ít khi nào mà khai thác trong những cái trường hợp như thế này. Và không lẽ bây giờ đang chạy trên đường mà đang cấp bách nguy cấp như vậy mình ngừng lại mình nói chuyện khai thác với người nhà, cho nên thì mong cả nhà cũng thông cảm giùm cho sang. Vì có những trường hợp mà đủ thời gian thì mới ngồi nói chuyện được với gia đình, còn mà không đủ thời gian cho phép sang với đồng đội sang miễn khai thác gia đình giúp đưa họ về tới nhà là mình cũng mừng, cảm giác của sang cũng mừng mà nó nhiều cái cảm xúc lắm, khó tả lắm. Nhưng bây giờ sang sẽ quay ra cho mọi người nói chuyện với nam điều dưỡng trong cái quá trình mà di chuyển về đây thì nó sẽ diễn biến như thế nào, nam điều dưỡng sẽ nói cho mọi người nghe. Tại nam thì sang cũng đã thuê nam về làm cho sang để chi
chấp nhận mình tốn thêm chi phí để kêu gọi mấy bạn về để mà mình trả lương mấy bạn, còn phải lo cho gia đình nữa chứ không lẽ kêu mấy bạn đi làm từ thiện hoài, sang phải trả lương cho mấy bạn để mấy bạn đi cùng với chiếc xe cứu thương như vậy, để mấy bạn có được cái nghiệp vụ tốt nhất, mấy bạn mới giúp được cho cái người ngồi trên xe như thế nào. Thì trong quá trình xe nó di chuyển á, từ Sài Gòn về á, thì bé nó bị sốt huyết, sốt huyết nó trào dịch ra, máu thì nó đã đóng cục rồi, từ lúc mình lên xe rồi là nó có đóng cục rồi. Thì con rút cái máy này thì rút liên tục luôn, không bao giờ ngưng. Cứ tràn dịch ra là phải hút để cho bé nó thở, tại vì nó mà nó ngạt cái lô can cái thở, đường thở nó rồi là nó sẽ khó chịu lắm và sinh hiệu nó sẽ càng yếu dần đi. Thì nửa đường thôi mà bé nó lên được miếng con cũng mừng, tại nó lên được khoảng 86 rồi. Nhưng mà về gần tới đây thì bé nó tụt dần xuống, chỉ còn có sáu mấy thôi. Nên là con nói sư phụ thấy nãy là vô tới nhà là mình chịu thôi, chứ không có mà hỗ trợ được bệnh nhân mình để tới sáng mai được. Rồi tới nhà nói chung về tới nhà là cũng là may mắn lắm rồi. Thật sự ra khi đi bác sĩ cũng tiên lượng trước rồi. Khó mà đi về được tới nhà. Mà mai cũng nhờ cái máy lớn á, chứ máy lớn không theo dõi thì con cũng không có thể nào mà theo dõi sát được bệnh nhân nữa, vì chuyển biến của bệnh nhân, tại vì mạch của bệnh nhân á, cái nhà biết 3% á, nó rất là nhẹ nhỏ nữa, gờ sát thì sát luôn nó mới phát hiện. Nên là nếu mà không có máy lớn mà máy kẹp tay nhỏ là không bao giờ phát hiện mạch đâu. Rồi kiểu bệnh nhân á là phải thở liên tục oxy theo mức 7 không, vừa bóp mà vừa thở mức 7 luôn. Nên là ba bình là về đây là vừa đủ luôn á. Về đây là mình còn được 300. Bình ba của mình là còn 300. Gần hết luôn ba bình. Đó, cả nhà cũng nghe được cái lời tâm sự của Nam với lại tất cả mọi người đó, thấy không cả nhà? Thì nói chung mấy thầy trò đi những cái trường hợp như thế này mới biết được cái cảm xúc mà khi giành giật một cái hơi thở của ai đó nó quan trọng như thế nào cả nhà. Thì mấy là trò cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và giờ bé Đen sao? Con này sao? Con thì cả nhà cũng theo dõi hành trình của ba thầy trò từ Sài Gòn về đến nhà của cháu, thì cũng khá là cực nhưng mà vui cực một hơn nhưng mà vui mời, tại vì cháu rất là kiên cường, phải nói cháu rất là kiên cường, cháu kiên cường mà cháu đã giữ hơi thở về đến nhà, cháu mới trút hơi thở cuối cùng. Thì ca này là ca đầu tiên con mới chở là cháu thành công là về đến nhà là trút hơi thở luôn. Mấy ca kia là gãy giữa đường, có khi đi giữa đường gãy nữa, gãy chân nữa đường không à. Mấy ca kia là gãy giữa đường hết. Ca này cũng may mắn. Dạ, ca này cũng may mắn. Nói chung là một phần cũng nhờ tất cả mọi người luôn đồng hành và chia sẻ và cầu nguyện từ Sài Gòn về đến nhà luôn. Thì đây cũng thay mặt gia đình lúc mà đang bối rối thì không có như cả nhà chia sẻ hồi nãy đó là sao không người nhà không ra đón rồi cái này kia tại cái nhà thông cảm. Lúc mà đang bối rối cũng như là cháu đang ở trên xe, ba mẹ cháu ở trên xe cũng đang khóc từ Sài Gòn về đến nhà, cũng như là người nhà bà con cô bác ở dưới đây, thì ở dưới này đang trời mưa nữa cả nhà, thì cái đường thì cũng nhỏ nên cả nhà cũng thông cảm cho người nhà, tại vì lúc này thì cả nhà cũng biết bối rối là không thể nào mà diễn tả được đâu cả nhà, thì không có cái nào mà đau đớn bằng cái cảnh chia ly chia biệt như thế này hết. Người rồi. Nhà cũng có nói là ba bữa nay chưa ăn. Ba ngày nay chưa? Cứ lo cho cháu không mà không có ăn được gì hết. Mà nhất là người cha á, cha là nãy là ói là con thấy mặt xanh không có cái gì trong bụng luôn. Thì ở chỗ bệnh viện nói chung là bác sĩ cũng đã tiên lượng rồi. Bác sĩ đã tiên lượng là cháu nó sẽ không về được tới nhà. Nhưng mà một cái phép màu nào đó cũng của tất cả quý vị đã cầu nguyện trong suốt cái hành trình đi. Như cả nhà vừa nghe Đen nói là những cái tình huống này thật sự ra là thường là 95% cho tới 99% là gãy nửa đường không. Nhưng mà trường hợp cháu này đã đưa được về tới nhà, đó là kỳ tích.
Sang hồi nãy còn kêu đó, là người nhà tranh thủ chạy vô giờ mặt cháu lần cuối đi, ở chừng 1-2 phút nữa cháu sẽ đi đó. Cháu được về tới nhà, đó là một cái điều mà thật sự mà như Đen với lại Nam nói là cũng là kỳ tích. Kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị cũng như là các bạn trẻ có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống, và chúng ta hãy yêu thương nhau cho cái thế giới này được xanh tươi và nở thêm nhiều cái nụ cười yêu thương hơn nữa, để mà giúp cho mỗi con người của chúng ta mỗi ngày nó được cái niềm an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là những gì mà Sang những gì mà Sang cùng với lại mấy anh em của Sang xin tri ân và cầu nguyện đến cho tất cả trong cái video này. Một lần nữa Sang sẽ hẹn gặp lại quý vị ở những cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc mọi người nhiều sức khỏe và có một buổi tối ngủ an lành. Sáng ngày mai để ý gặp lại những cái công việc hàng ngày luôn được vui tươi và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại nha cả nhà.